Sen một nở tại Linh Sơn. Sen hai nở ở Yên Sơn nước Rồng. Sen ba nở chùa Thiền Tông ở tại đất Rồng của tỉnh Long An. Kính thưa Ban Giải Đáp Thiền Tông, Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Tên tôi Lê Thị Ân, 82 tuổi, cư ngụ Eco Park, Văn Giang, Hưng Yên. Trước tiên cho tôi được gửi lời kính chúc sức khỏe tới quý Ban Giải Đáp Thiền Tông. Sau tôi xin gửi tới quý Ban 23 câu hỏi về Thiền Tông. Kính mong quý Ban Giải Đáp cho tôi được thông thắc mắc của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn nhiều. Xin mời chị Lê Thị Ân đặt câu hỏi đi ạ. Tôi xin hỏi câu số 1. Câu số 1 của tôi có 3 ý. Ý 1, thưa Ban Giải Đáp, thế nào là kiên tánh? Ý 2, kiên tánh để làm gì? Ý 3, những ai có khả năng kiên tánh? Tôi là Thiền Gia Ngọc Lâm, thành viên Ban Giải Đáp Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi thứ nhất của chị Lê Thị Ân, cư ngụ Văn Giang, Hưng Yên. Cái câu hỏi thứ nhất này của chị thì có 3 ý. Ý thứ nhất chị hỏi kiến tánh là gì? Thì đây tôi xin giải đáp. Kiến tánh là thấy bằng tánh Phật thanh tịnh của chính mình. Đó gọi là kiến tánh. Ý thứ hai là kiến tánh Phật là để hiểu biết khắp trong càn khôn vũ trụ có gì trong đó. Cái ý thứ ba thì những người mà có khả năng kiến tánh đó là những người có cái nhiệm vụ theo pháp môn Thiền Tông để phổ biến ra pháp môn này. Hoặc là những người có cái công đức vô lượng. Xin mời chị hỏi tiếp ạ.